Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay anh em đi câu cá này, đi cắm câu. Đây cái cần câu đầu tiên này dính rồi đó. Đấy 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 đấy. Đây mọi người, cần câu thứ hai nhá. Cần câu thứ hai đã dính con cá rô phi này mọi người. Đấy đấy, cá nhỏ thôi, không có to, nhưng mà như thế cũng đủ để anh em mình vui vẻ trong đêm nay rồi đấy mọi người ơi. Một con cá rô phi nhỏ. Đây, kênh đây nhé mọi người. Đấy, cắt đi. Hôi, bóp đi. Lê à, cho người ta. Con này chắc dính rồi nè mọi người. Đấy, 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 đấy. Cáp hero mọi người ơi. Mình cứ tưởng là cắt đi, nhưng mà cuối cùng là cáp hero. Như thế cũng ổn rồi. Đây mọi người tiếp tục. Cần câu đây nó dính rồi này, cắt lên này mọi người nhá. Ôi vác lên đi. Đấy cắt tre đấy mọi người. Ôi dâu, thế là mừng quá rồi. Để phun đấy mọi người, cắt tre đây mọi người. Để tiếp tục là cá rô phi đây mọi người. Đấy, hôm nay toàn cá rô không à, nhưng mà thế dính là được rồi, có cá là có cá ăn là ngon rồi. Kênh rồi, chậm rồi chậm. Đây mọi người tiếp tục một cái cần câu dính cá nữa này mọi người, không biết là cá gì đây, cá rô phi là cá cá tê đây mọi người. Ôi cá tê mọi người ơi, đây cá tê nhá mọi người. Ôi hôm nay đúng bài luôn á. Pak biar kan nak jalan. Đây cái cần đây nó giật giật nhẹ mọi người, đây cá rô phi này mọi người. À, không phải cá rô phi mọi người ơi, đây là cá chốt bông này, cá chốt bông này mọi người. Đây mọi người, đây có một con nữa mọi người ơi. Cá 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 mè zin này mọi người. Đây zin cá mè zin này. Đây mọi người, cá mè zin to đây. Ui giời. Đấy. Hôm nay anh em đi sông bá như thế này là không uống công rồi. Đây mọi người, cắt tre đây mọi người. Đây, dính nữa rồi. Thôi kéo kéo giật lên đi, giật lên đi. Đấy, ôi giời ơi mọi người ơi, cắt tê. Đấy. Đây mọi người tiếp tục là cắt tê nhá. Đấy, ôi giời ơi. Thôi kéo lên đi. Kẹt kẹt mà khắp, kẹt xa xa được khắp. Lại một con cá trê nhé mọi người. Đói ơi giời. Ôi mọi người, đây tiếp tục lẻ nữa này mọi người nhá. Ý gì, ý gì? Đây là cá trê nhé mọi người. Đời. Ôi cá trê nhỏ. Cá trê nhỏ thôi. Đây, tiếp tục là con cá trê. Cá trê này nhỏ quá. Thôi, thế đủ rồi, được rồi, không sao. Nhỏ cũng được. Có là ok rồi á. Đây, mọi người có một con sơ canh đây. Nó đang mắc, nó đang vướng cái dây đây mọi người.
lô khẩn đấy. Đây tiếp tục là cá trê nhé mọi người. Rồi, cá trê đây mọi người. Và em hộp bên kia là con cá rô phi. Và đây là cá trê. Hôm nay thu nhập cũng khá khá đấy. Kết quả của hai anh em đi cắm câu tối ngày hôm nay đây mọi người. Rồi cá mê zin này, cá rô phi này, cá trê này, với cá chất bông nữa mọi người. Thôi cá chất bông này á mà kho thì quá tuyệt vời luôn mọi người, kho tiêu thì. À, tí nữa sẽ làm món kho riêng cái cá chất bông này. Cá trì thì sẽ nướng mọi người. Nướng thì nó mới ngon được.